Hôm nay một ngày rất là mát trời nên là mình sẽ theo chân anh Lãng Tử để đi tham quan một cái hồ rất là đẹp. Sắp tới các bạn sẽ thấy một cái căn nhà mà cũng theo cái chất Lãng Tử bỏ phố về rừng đó. Mấy cái thằng mà cũng kêu là hô hào bỏ phố về rừng đó, vào đây học hỏi nè, đảm bảo rừng luôn. Đây là hồ Núi Một, một trong những cái hồ nước lớn nhất của tỉnh Bình Định, thuộc huyện An Nhơn và nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km. Để mà đi đến đây thì từ quốc lộ 1A các bạn đi theo quốc lộ 19, rồi khi lên đến đây các bạn hỏi thăm khu du lịch sinh thái hồ Núi Một ở đâu thì bà con sẽ chỉ vào. Vào đây thì các bạn sẽ được ngồi trên một cái thuyền, một cái xuồng nhỏ nhỏ như thế này. Cái cảm giác ngồi trên thế này rất là tuyệt vời. Nó vừa rung vừa sợ, nhưng thích nhất vẫn là cảnh quan nơi đây. Mặt hồ tĩnh lặng, hai bên hồ những dãy núi cao hùng vĩ chạy dọc theo hồ. Ở đây mình thấy có rất là nhiều cây lộc vừng. Và bà con nơi đây chủ yếu là sống bằng nghề đánh bắt cá. Và trong này có một cái ngôi làng sống biệt lập trong này luôn. Sau 45 phút ngồi trên cái xuồng đó thì mình vào trong một cái làng người đồng bào mà mình quên mất là đồng bào tên gì rồi. Sẵn cái dịp này mình ghé thăm nhà một cái hộ dân sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Ở đây giống như là một cái đảo giữa hồ, tự cung tự cấp về đồ ăn thức uống. Ở đây cũng không có điện, không có wifi, không có internet. Mọi thứ nó ra sao thì hãy xem clip của mình nha. Và đây là ngôi nhà mà mình sắp tới sẽ giới thiệu cho các bạn trong clip này. Nếu thấy clip của mình hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Nào, bây giờ hãy xem clip thôi, đi nào. Hi, xin chào tất cả các bạn. Trong cái thời buổi mà dịch Covid này, chúng ta tìm về một cái nơi yên tĩnh, một cái nơi yên bình để mà cho cái cuộc sống có nhiều cái thư giãn thú vị. Hoặc là trong cuộc sống nếu mà bạn áp lực với những cái công việc và bộn bề trong cuộc sống xã hội nó xô bề xô bộn, thì ngày hôm nay cái clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nơi cực kỳ đáng sống luôn. Nơi này không có điện, không có internet, cũng như là không có cái gì cả. Chỉ có những cái ngôi nhà biệt lập giữa rừng, giữa hồ. Nhưng cuộc sống như thế nào thì hãy xem clip mình làm sau đây nha. Đây nha, cá nè. Mới lưới về đây ha. Wow, anh xách cái bịch đó lên coi. Đây. Quá đã luôn anh ơi. Ôi. Mình bắt cho bạn xem cá suối ở đây. Cá hồ, cá suối. Suối quá. Quá đã mọi người ơi. Ở đây phải nói thật sự là mình ăn cá tươi, ngọt, ngon mà không có dùng hóa chất nữa. Thì anh Lãng Tử sẽ bắt những cái con cá ra, nó còn trời ơi nó còn dãy bạch đạch kìa. Đây. Wow. Thấy không? Rất là ngon, ở thành phố hoặc là những cái vùng mà đông dân cư khác, thật sự mình nói là không có. Có đi chăng nữa thì những cái con cá nó không có ngon. Wow, to quá anh. Đấy, đấy, bạn có thể coi đây. Ồ, có cái chiều đây rồi, đấy. Dạ. Bắt con này lên chưa làm bữa trưa. Dạ. Cho này đó. Ê, nó chạy xuống anh ơi, nó nhảy xuống. Ê. Hôm nay trong clip này thì mình sẽ cho các bạn biết những cái món ăn thú vị ở những cái vùng như thế này như thế nào nha. Đầu tiên là trứng nha các bạn. Trứng này nó không đều. Quả to, quả nhỏ, quả xấu, quả đẹp. Nhưng mà đảm bảo ăn sẽ chất lượng. Yeah. Trứng ở đây thì bà con mình nuôi luôn. Hay ớt nha. Ớt. Ớt là món canh cá này. À. Có ớt vào ớt thì... này. Nó sẽ làm một cái vị làm cho cá nó bớt tanh. Và đặc biệt là rau này húng nè. Đấy, mình sẽ ngắt của ông bà chủ luôn. Để đủ để các gia vị về làm rau rồi ok thôi. Không cần nhiều. Thực ra ở đây thiếu một cái loại cây, nếu mà chúng ta trồng thêm lá é nữa để làm canh gà. Đúng rồi, lá é nữa là nhất luôn. Ở đây có húng rũi luôn. Mà chắc là để dành nhá. Sơ trước rau răm ha.
à, để chuẩn bị rau, đúng chưa? À, đồng thời mình ngắt thêm rau dền nha các bạn. Dền này dền gai nha. À, rau dền gai này. À, có biết dền dền gai giống như là rau nó mọc tự nhiên á. Ờ, à, thì mọc tự nhiên đấy. Dạ, mọc tự nhiên. Ăn thôi. Ừ. À. Cái rau dền gai này hiếm lắm á nha. Không hiếm nhưng mà có điều này ăn cũng không ngon lắm, đúng chưa? Ngoài ra chúng ta có thể nhổ vài cây xả. Đây. Đây chúng ta là cái bã bún kia ngon hơn. Rồi mời hãng Hà Giang này nấu canh gà, canh cá luôn này. Mọc mè lắm mức luôn. Các bạn biết cái này chứ gì? Tầm bóp hả? Cái gì? Tầm bóp. Biết chưa? Tầm bóp hả? À, trái này là ăn hơi bị hấp dẫn nè. Có thể là ăn sống làm gỏi và có thể là rất là ngon nha. Trái này chữa bệnh nữa nha. Ừ, đó. Ừ. Vị hơi chua chua thanh thanh mát mát nha. Dạ. Hãy ra ra. Lá rang các bạn chú ý là chọn cái loại lá đừng có non quá, lá bánh tẻ là ngon nhất. Đây đây mình đang hái lá bánh tẻ này, các bạn thấy không? Cái độ già nó in ít thôi, mà mấy cửa hàng mà người ta làm đồ cho chúng ta đó, họ hái những cái lá rất là già, ăn nó ngoài chua ra nó có vị chát và đắng nữa. Vị chát. Rồi ừ. cái lá này nó non non á đúng không anh? Non như vậy nó rất là chua và thanh. Bóp bóp ngoài bóp, tí là mình vô mình làm là mình bóp bóp đi. À, đúng rồi, hiển nhiên nó sẽ vào ngoài ra là thanh thanh và thanh ngọt nha các bạn. Chứ không phải là lá rang già mà không chát đâu. Nếu mà bạn nào mà đi ăn tiệm mà gà lá rang hay canh lá rang, người ta thấy lá già như vậy này, lá già dưới này chua nó gắt lắm. Không dễ. Nói chung là những cái lá mà màu xanh tươi tươi á, gần gần cái đọt á, người ta gọi là lá bánh tẻ đó. Đó là chuẩn nhất để làm. Hôm nay mình lấy tất cả những loại rau ở trong vườn mình có được, mình trộn lẫn với nhau, mình nấu với cá lên, gọi là món canh thụt nha. Thực ra thì mỗi canh thụt thì nó xuất phát ở vùng đồng bào Sở Tiên của Bình Phước. Thì là nó đặc biệt, nó bắt buộc nó là phải có ống nứa để thụt nữa. Như đây chúng ta không có ống nứa, không chưa? Chứ là có nhưng đi vào rừng không thích lắm. Mình chúng ta lấy rau về, rau rồi này, trứng rồi này. Gà mà không có lá chanh nữa. Gà thì phải có lá chanh. Đúng rồi. Đúng rồi. Lá chanh khỏi chê luôn. Lá chanh, những cái lá non. Lá non đúng rồi. Ta không có nấu nó mà chúng ta chỉ có sắt ra chúng ta giải cái món gà luộc chẳng hạn. Yeah, cũng yeah, được yeah. Luôn quá ngon luôn. Nếu mà chúng ta cho cái lá chanh vào chúng ta nấu từ đầu thì sẽ gây đắng nha, rất là đắng chứ không có ấy đâu. Vài lá thôi, chanh vài lá thơm rồi coi. Và đặc biệt là đây chúng ta hái vài trái chanh luôn ha, chúng ta mắm ha. Chanh các bạn chọn những quả mà vỏ nó mỏng rồi nè. Vỏ nó mỏng rồi, mỏng như vậy thì nó già. Đây những trái chanh mình ăn được. Vỏ nó mỏng mỏng á. Mỏng à, vỏ mỏng là trái chanh nó già ăn được rồi. Đúng rồi. Thì ví dụ trái này các bạn thấy không? Trái rất là to nhưng vỏ nó rất là dày. Trái chanh nó nhiều nước nữa. Ăn còn non. Chúng ta không có dùng tới. Chúng ta dùng trái chanh mỏng như vậy. Đấy, chanh. Rồi đi ra vườn chúng ta xem còn lại rau gì chúng ta lấy luôn ha. Nếu mà có cái đọt chuối nữa thì nó rất là ngon. Ờ đúng rồi, cái đọt chuối mà chúng ta nấu thì là khỏi chê, nhưng chúng ta sẽ cố gắng kiếm. Còn cái chuối non ở đây rất là quý, chúng ta không thể đào ở đây được nha. Lý do cơ bản nó là để làm giống các bạn ạ. Này thích ăn ăn đâu. Tuy nhiên ở đây chúng ta những cái loại mà đã bỏ rồi chúng ta có thể cắt lấy này. Này chúng ta sẽ cứ nhổ nó vào như vậy, rất là ngon nha các bạn. Tươi non như vậy. Đó, cái bên kia nữa, bên kia một cái nữa. Sẽ nhổ những cái này về để chúng ta kèm vào rau của chúng ta rất là ngon đấy. Bạn nào mà ở quê thì chắc không biết món này. Đúng rồi. Đó, tượng trưng như bạn đã, tượng trưng cái khác. Cây chuối mà để ấy rồi chúng chơi. Sau một hồi đi tìm thì anh Tử có tìm được một cái gì? Các bạn biết rằng là cái củ này nè, cái củ chuối hoàn toàn có thể dùng được nha. Dạ. Mà dùng rất là ngon, cả cái thân non nữa. Đó, đặc điểm đó, này để đây, cần theo cho nó dễ chưa? Đó, một củ chuối. Củ chuối đó rất là ngon. Các bạn cứ nghĩ rằng là chuối cả nải hay là củ chuối chối. Các bạn sai lầm lớn. Chuối ở đây má cũng nhiều. Ở đây bữa trước là cái cây tàu bay mọc nó canh rất là nhiều. Mà bữa nay thì không còn cây nào hết ta. Mình có lấy bắp chuối này không anh? À, bắp chuối này mới đấy. Bắp chuối mới, không bẻ ra đâu. Chanh dây nha các bạn. Chanh dây.
này là chúng ta sẽ hái một cái trái xuống chút nữa chúng ta ăn xong rồi chúng ta sẽ món chanh dây bổ dưỡng nha. Dạ. Yeah. Kê okay, em thấy trái rồi kìa. À, thì đó. Chanh dây dây đây đó, quá là ngon luôn. Chanh hồng nè. Dạ dạ. Chanh dây thì một loại rất là dễ trồng rồi đúng không anh? Nó phải leo ở những cái hàng rào này kia. Các bạn Tùng chịu khó hái mấy trái nữa nha. Mấy trái hồng hồng và vàng á. Đúng rồi, đúng phía ngồi mình hái. À hái mấy trái đây. Đó, chút sẽ là món chanh dây. Yeah. Sau khi mình ăn xong mình sẽ có chanh dây. À đây này đã giờ trái như vậy là ngon rồi nè. Em nhớ là đợt nhà em ấy là nó hồng luôn á. Ừ đó màu bình thường. Để ta hái là chưa chút nào sẽ có món nước chanh dây rất là ngon. Dạ. Yeah. À, có bắp chuối nha các bạn. Rồi, bắp chuối. Chuối non, cà củ nha. Củ nó rất là ngon nha. Yeah. À, củ chuối này. Chanh dây này để chút nữa mình xong mình sẽ làm nước nha, nước làm buổi nước trưa. Uống. Không sao. Đây là cây chuối non. Cây chuối non. À, lá giang, lá giang à, các loại rau thơm, rau thơm, trứng. À, thấy không? Trứng, chanh. Yeah. Rồi ok đủ rồi đó, tạm thời đủ rồi đó để chế biến rồi đấy. Mình lấy được cái phần này nữa. Nhưng mà mình vẫn giữ lại. À, phần này nè. Ờ, phần này mình giữ lại nè. Ờ, mình lại rất là ngon. Ờ, nè, ngon. Dưới ở người ta chợ người ta bào những cái hết rồi mình không nói, người ta bào thái cái già cho mình ăn. Chát lắm, nhưng mà nếu các bạn lấy độc những cái non này không á, rất là ngọt. Dạ. Yeah. Đặc biệt mà nấu một canh cá với nó đặc biệt cái chân chát này hợp với lại cá ốc nè. Yeah. Hay những con được chanh tanh á, cùng với nó là ok. Đây cái củ chuối này thật ra mà nói thì em thì cũng lần đầu tiên là được biết là ăn cái củ này á. Ủa thế hả? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là cậu sinh ra trong nhung lụa rồi, tớ ngày xưa là củ chuối nấu và hoặc là cám trộn với lại mì là ok. Củ chuối này thật ra ăn nó giống như sắn rồi vậy chứ. Sao như củ sắn được, nó phải như củ sâm. Như củ sâm mà. Yeah. Thực ra nó rất là chát mà nó không có nhiều dinh dưỡng. Nhưng mà đặc biệt là cái những vị chát đó mà chúng ta nấu với như là ếch này. Yeah. Ví dụ như là ốc này. À. Là những loại cá, ví dụ cá nương, cá chạch. Yeah. Nó đặc biệt là hợp. Nó trước giờ em không có nghĩ là cái củ chuối của cái cây chuối con mà củ chuối này mình nấu mình ăn được. Đây lần đầu tiên là em thấy luôn. Anh bình thường chứ. À. Và các bạn thấy là trước ống kính là anh Lãng Tử làm một cách rất là chuyên nghiệp ha. Thực ra là các bạn thích đẹp á mà các bạn chế biến á thì các bạn cắt ra các bạn ngâm vào cái nước muối thì nó không bị đen. Món ăn chế biến người ta sẽ nhìn nó sẽ ngon. Mà nói thì cái kinh nghiệm của ảnh với những cái chuyến đi và cái sự trải nghiệm của ảnh cho nên ảnh biết được rất là nhiều thứ. Cộng với cái tuổi thơ của ảnh nữa. Rồi đây. Chúng ta có cái phần này rất là ngon ha. Quá là đã luôn. Cái phần trên này chúng ta tỉa đi thì lấy phần thân non thôi. Yeah. Và những cái bên ngoài này thì tốt nhất là bỏ ngay. Yeah. Tại vì nó sẽ là những cái bị nhiễm với cái nấm độc mà môi trường độc bên ngoài. Chúng ta dù nó có non hay già chúng ta cũng nên bỏ. Yeah. Rồi. Tiếp mục làm cá của anh Lãng Tử thì đây là cá này ở đây gọi là cá ngựa, thực ra thì chúng ta cũng không biết nó là có cá tên gọi gì khác ở ngoài kia không anh thì... cá chép hay cái gì không? Không phải cá chép, hoàn toàn không phải cá chép, không phải cá trôi luôn. Hay là cái diếp là gì ta? Không phải luôn, cá trắng hả? Cá trắng suối hả? À, thực ra cá này nó không có ngồi sông, nó chỉ có ngồi suối thôi. Suối ra hồ. À, suối ra hồ đấy, thì những con cá tươi như thế này cực kỳ ngon. Bạn mua ngoài chợ thì những con cá thật ra nó chết rồi thì thịt nó ngon nhưng mà nó cũng không có ngon bằng nó còn sống như thế này. Để mình cầm lên cho các bạn coi. Đó là lạ luôn. Hết nó sẽ dư. Quay lên cho nó coi nè. Ngon. Thật mình ăn vừa đủ nó ngon hơn. Đây nè, bạn mình phân tích cho bạn cá rất ngon này. Lưng xanh nha. Lưng xanh. Cái đường mỡ này bạn sẽ rất là nhiều. Yeah. Đường mỡ này nhưng mà nó không bị ẩm như cái cá nuôi. Thì nên cái thịt nó sẽ chắc. Nó giống như cái chép rồng ha. Cái vảy nè, cái vảy giống như cái chép rồng ha. Ở đây mình làm cho 5 người ăn, mình làm 2 con như vậy đủ rồi. Các bạn lưu ý là làm cá thì các bạn lưu ý được mà chúng ta sau khi mà đã rửa sạch rồi thì chúng ta không được phép dùng nước nữa. Bởi vì nó sẽ gây tanh cho cá nha. Gây tanh cho con cá. Đây các bạn đã xác định xong rồi nè các bạn. Ok. Làm luôn. Làm luôn thôi. Ông bà ta nói là vảy cá thì hơn lá rau. Ý nói rằng là trong cái khó khăn đó, thì có cái vảy cá ăn cũng tốt hơn là cái rau giữa mang lại, đúng chưa? Nhưng mà cái cá thì tùy theo món chế biến. Chúng ta mà chiên thì chúng ta bắt buộc phải để vảy cho nó ngon. Nhưng mà nấu canh kiểu này chúng ta có thể không dùng vảy. Mà trong con cá đó thì thấy không? Ở đây thì mình sẽ quyết định là đánh vảy. Quyết định đánh vảy. Lý do rằng là mình không có làm món chiên. Không có chiên giòn. Đúng rồi. Chiên giòn thì để vảy ngon. Mình làm món canh. Các bạn thấy cái màng cá, các bạn nhìn màu này nè. Thì các bạn ra chợ các bạn thấy một cái màng đỏ thì cá tươi, nhưng mà thực ra bữa nay người ta tẩm hóa chất nhiều nhưng cái màu không bao giờ tươi như vậy nha. Nếu mà các bạn cứ để ý đi chợ, mình thì mình cũng hay đi chợ trải nghiệm cái vụ này.
suối nó khác với cá nuôi nha. Ruột còn nước là ngon. Bỏ cái mập, và chúng ta đang thấy cái luồng trứng này. Trứng rất là đã, cái trứng này ăn rất là ngon. Bóc ra, tại sao mình phải bóc ra? Các bạn làm cá lưu ý, chứ bạn không cứ thấy ngon như vậy, có để cả như vậy nó sẽ gây tanh mùi cá. Đó, bóc ra. Cái trứng bóc hết ra luôn. Bóc hết ra luôn. Làm sạch sẽ, mình giữ lại cái trứng. Mình giữ này. Bóng cá là vẫn ăn rất là ngon nha. Đấy, mình để vào đây. Lúc này các bạn bắt buộc làm cá để cho đảm bảo không bị tanh nhá. Các bạn bắt buộc phải bỏ cái phần gọi là cái phần tủy phía dưới lên, máu động lên này. Các bạn thấy cái đường màu đen này không? Dạ. Chúng ta cạo hết cái màu đen này ra. Cạo hết cái đó ra. Đúng rồi, thì con cá chúng ta sẽ không bị tanh mà không bị mùi. Những cái trải nghiệm rất là thú vị và nó những cái kiến thức mà không phải ai cũng biết. Đấy, đúng rồi, đấy quay cảnh chủ đây đấy, cái cách ông chủ hàng ngày không ga, không bà con mình ở đây là mỗi ngày là gắn bó với cái môi trường sống như thế này này, nấu nướng không có ga, ông chủ gần 50 tuổi rồi, và các bạn như sao, các bạn 30 tuổi chưa chắc là gì trẻ này đâu, không có than gì cả, cuộc sống mà không bị chúng độc như vậy đấy. Đây mình sẽ cho các bạn thấy nó giống như là quay về với 20 năm về trước. Nồi cơm á các bạn, cơm nấu bằng lửa bằng than như thế này, rồi mình chụm vào. Đó. Sẽ có rất là nhiều bạn cái hình ảnh này nó chỉ có trong ký ức của tuổi thơ thôi. Còn bây giờ đặc biệt mà nói là những cái vùng quê bây giờ là họ cũng dùng đến nồi cơm điện rồi. Ngày hôm nay lâu lắm rồi, phải tầm là 20 năm rồi bây giờ mình mới ăn lại cái loại cơm này. Sẽ rất là ngon. Anh dỡ nắp ra cho em coi với. Đấy, các bạn thấy không? Wow, quá đã luôn. Để yên chứ không có xới cơm đồ lên ha. Nước rồi là vừa luôn. Đó. Nãy ngập xới. Dạ. Từ nãy tới ăn rồi mình sẽ xới cơm lên. Dạ, ăn xong rồi xới. Dạ dạ dạ. Đây nè. Cái nồi canh cá nước trong không các bạn. Rất là ngon. Cá lá giang. Mình nhìn cái nước trong như thế này á, rất là ngon á. Cực kỳ luôn. Tí nữa thì anh Lạng Tử anh sẽ cho chúng ta biết là cái độ ngon như thế nào. Giờ đang nấu thôi ha. Nấu lửa như thế này nè. Đó. Dạ. Hái thêm vài quả ớt xanh nữa nha anh. Ok. Anh Lạng Tử đang nêm nếm cái nồi canh. Các bạn thấy không? Một cái nơi mà khá là tuyệt vời luôn á. Thật ra thì nấu canh cá mà chúng ta bỏ gừng vào thì nó bớt tanh nhưng mà nó không ngon. Đấy là kinh nghiệm của mình. Mình không biết là các bạn thế nào thì mình không biết. Đây chúng ta bỏ tí đường vào thôi. Tí đường. Hồi nãy anh bỏ muối rồi đúng không? Bỏ muối, bỏ đường thôi. Và để nếu bạn nào mà quen với kiểu ăn như vậy thì chúng ta nên bỏ bột ngọt ha. Muối, em thì rất ít dùng bột ngọt. Hầu như không luôn. Muối mà muối glutamat của bột ngọt không phải là bổ béo gì. Dạ, nó không tốt. Thành phẩm chưa anh? Phẩm rồi. Gồm có cái gì trong này ta? Có ớt xanh này, lá chanh này, muối này, lá chanh này, sả này, sả này, huyết này, huyết này. Và bởi vì chúng ta không dùng bột ngọt, chúng ta cho một chút đường mà thôi. Chút đường thôi. Đặc biệt ở trong này có cái huyết nha, huyết gà chín rồi đó. Lát nữa mình sẽ dùng để chấm thịt gà ăn cực kỳ ngon. Đó. Rồi, chảy nước miếng rồi. Không chảy nữa. Đấy, các bạn thấy không? Đi một vòng là có một rổ chanh dây như thế này nè, rất là ngon. Trưa hôm nay mình sẽ uống nước chanh dây luôn, cực kỳ tốt cho sức khỏe mà không cần phải uống các cái loại nước ngọt trên thị trường. Ăn nha, khác với gạo mà trồng theo kiểu công nghiệp không canh đánh bóng nha. Gạo đây là gạo lan. Đấy, mà các bạn biết không? Chỉ có nấu bằng lũi củi lửa nó mới có cơm cháy như này thôi. Chạo nấu gì cũng cơm cháy được hết á. Cái cơm cháy vàng cực kỳ ngon luôn. Và bạn ăn thấy hương vị cực kỳ hay. Mỗi lần mà Tử tôi ở Bình Định về là lúc nào đánh một bao gạo phía sau xe về, luôn luôn có một bao gạo sau xe về nha, một phát cho bà con hàng xóm muối này này xung quanh. Anh lấy cho mày cũng cái dĩa là muối xào vào rất là thơm ngon. Nấu canh cái nồi là gì vậy? Đâu không nổi anh cả. Đỡ nào đi. Mỏi nha. Rất là thơm ngon. Nước mỏi kiểu này phải nó ngon. Trời ơi. Còn gì bằng nữa. Đây, chờ cho bác kia một cái. Bác kia về ăn sau. Đây, chờ cho bác. Chờ bác cái lưỡi. Bác về ăn sau. Mình xử lý ok rồi. Này mình không cần đẹp, nhưng mà chất lượng
Đúng rồi. Nước ngọt ngon cực kỳ. Dạ, quá tuyệt vời luôn này, nướng hơi gấp. Ừ, ra, em bảo đảm ăn thịt ngon. Nướng hơi gấp. Anh cứ múc cái la ăn đại luôn anh. Ừ. Rồi nó cá. Đây là hai trường phái muối khác nhau nha. Đó, ngon các bạn. Đây là nguyên con gà nướng mỏi, nướng không có gia vị đó, thêm vài cái lá chanh này nữa nè, cực kỳ ngon luôn, rất là ngon. Và mình vào đây thì nguyên cái clip tổng thể hồi nãy giờ mình làm đó, gà rồi cá rồi tất cả những cái gia vị ở đây làm ăn rất là bình thường. Và cái làm cái bữa cơm ở nơi rừng rú như thế này nè, rất là đã. Có cành gà nữa mà này. Có cành nữa, chừa lại cho bác. Ở trong này rất là tuyệt vời. Mình tránh xa ồn ào, tránh xa khói bụi, tránh xa cái những cái thị phi của xã hội á. Vào trong này sống thì rất là đã và rất là tuyệt vời. Vấn đề là không ai bán đất trời mua ở. Bên kia là người dân người ta trồng keo và có một cái làng người đồng bào dân tộc ở trong đó. Nếu mà có dịp lần sau mình sẽ vào đó. Khi mà mùa khô á, chuẩn bị vài tháng tới, nước đây nó sẽ khô thì bên kia đường xe ô tô chạy được luôn, chạy được chạy ra tới người kia. Và bên kia nó có một cái bãi cỏ rồi cây rừng ở trong đó rất là đã, rất là tuyệt vời, nhìn phong cảnh rất là hữu tình. Nhưng mà do bây giờ cũng gấp quá cho nên là thôi mình đi ra luôn, dịp sau mình sẽ dục vào bay flycam ở ngoài hồ kia, chứ hồi sáng là chưa có bay kịp. Thật sự là một ngày rất là thú vị luôn, và bây giờ phải đi ra rồi. Đó, các bạn không, lần các bạn xem lại cái khung cảnh lần này, đây là một cái giống như là một cái ốc đảo lên, có cái một cái nhà gỗ như thế, trong đó có ruộng, có vườn mượt đồ này kia, nuôi trồng nước non đồ, hàng ngày đánh bắt cá ở đây rất là nhiều cá lóc, cá đồ, rất là nhiều loại cá.